Rạng sáng 31 tháng 12, câu lạc bộ Al-Nassr xác nhận Ronaldo đã chính thức trở thành cầu thủ của đội bóng này. Phía Al-Nassr không thông báo thêm về giá trị hợp đồng cũng như mức lương mà Ronaldo được nhận, nhưng theo cựu cầu thủ MU, hợp đồng có thời hạn 2 năm rưỡi cùng mức lương khủng 65 triệu euro mỗi mùa. Tuy nhiên, tổng thu nhập một năm của Ronaldo có thể lên tới 200 triệu euro mỗi mùa nhờ các hợp đồng tài trợ và làm đại diện thương hiệu cho Al-Nassr hay bóng đá Saudi Arabia. Tại Al-Nassr, Ronaldo sẽ thi đấu dưới sự dẫn dắt của Rudi Garcia, huấn luyện viên người Pháp từng làm việc ở một số câu lạc bộ danh tiếng tại châu Âu. Al-Nassr đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia Saudi Arabia, kém đội dẫn đầu bảng Al-Shabab 2 điểm. Dự kiến, lễ ra mắt chính thức của Ronaldo trước các khán giả nhà tại Al-Nassr sẽ được tổ chức vào trận đấu ngày 5 tháng 1 năm 2023. Sáng 4 tháng 1, Messi đến sân tập PSG. Đây là lần đầu anh xuất hiện tại câu lạc bộ sau khi vô địch World Cup. Trong 2 tuần nghỉ, tiền đạo người Argentina ở lại Buenos Aires rồi trở về quê nhà Rosario. Anh tham gia một số sự kiện nhưng dành phần lớn thời gian cho gia đình. Siêu sao Argentina đã chấp nhận gia hạn thêm 1 năm và ở lại PSG đến năm 2024. Dự kiến, thỏa thuận sẽ được ký kết ngay sau khi anh trở lại câu lạc bộ.